ruồi quen thuộc và có chu kỳ đến nỗi người dân gọi đây là mùa ruồi. Năm nào cũng vậy chứ, ruồi là mỗi năm đó là cứ tháng giêng cũng có một lần, rồi bắt đầu tới cỡ tháng 3, tháng 4 là có một lần nữa. Mình có 10 năm nay rồi, từ đó giờ là ruồi là vậy không đó. Ruồi thì đến, khách thì đi. Cứ đến mùa ruồi thì những cái bàn này lại nhường chỗ cho những vị khách không mời mà đến. Bán nghỉ hết mười mấy ngày để và không có bán được nữa, để người ta lợi người ta đồn rồi mình ế sao. Làm ly nước mía ra mình chưa có đưa người ta uống là gửi té cổng rồi người ta bỏ người ta đi. Và đây là nguyên nhân vì sao 10 năm qua có mùa ruồi, rác của cả thành phố Sa Đéc đổ về đây, chỉ cách khu dân cư 50 mét. Dân đây là sống xung quanh là coi như nằm ở trong cái bãi rác nằm ở chính giữa. Trong tay tôi là tờ quyết định của đơn vị chức năng về bãi rác này. Đáng ra tại khu vực này sẽ là một khu xử lý rác thải, nhưng không biết vì nguyên do gì thì đây trở thành một bãi rác khổng lồ.